Thường con nít còn nhỏ mà không có bạn bè sẽ có một người bạn tưởng tượng, nhưng Jill Ripley Butcher chính là nhân vật có thật chứ hoàn toàn không phải trí tưởng tượng. Cô bé có người bạn tưởng tượng này không được cha mẹ tin tưởng và nghĩ rằng cô có vấn đề gì đó không ổn. Đem đến bác sĩ chữa trị, cô bé từ chối và khẳng định rằng Jill là một thứ hoàn toàn có thật. Bác sĩ không tin, tấn công cự cãi lại và nói rằng mày bị hoang tưởng rồi. Sau đó họ còn dùng súng chĩa vào sau gáy, nã chết cô bé vì tức giận. Sau cái chết tang thương của cô bé này, Jill vô cùng tức giận, hiện hình thành một con quỷ, giết chết các bác sĩ và giết chết bạn bè, những người mà cô bé kia từng quen, kể cả người mẹ. Là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cô, bởi vì Jill hoàn toàn cô đơn và không còn người bạn nào nữa. Cô ta đã trở thành kẻ đáng sợ ở ngoài thật, đi săn lùng và có thể là bạn của bất cứ một nạn nhân nào khác.